Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức chương trình Hội đồng Nhân dân với cử tri lần 2 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Chương trình được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính Ủy ban Nhân dân thành phố đến 13 điểm cầu của các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn. Tại chương trình, cử tri đã đề đạt nhiều kiến nghị đến với Hội đồng Nhân dân thành phố và đã được các ngành chức năng trả lời nghiêm túc, nổi bật là tình trạng mất an toàn giao thông đường sắt tại phường Chính Gián, quận Thanh Khê. Từ đường Hà Huy Tập đến đường Thượng Ngân Sáo dài khoảng 670 m, thì nhà dân hai bên đường rất là nhiều, nhưng mà không được rào chắn, thì để nhân dân qua lại rất là nguy hiểm, nhất là trẻ em. Cho nên hôm nay tôi cũng xin tha thiết đề nghị Hội đồng Nhân dân kiến nghị với các và các cơ quan có liên quan sớm triển khai rào chắn dọc hai bên đường sắt để bảo vệ tính mạng của nhân dân. Qua theo dõi thì tôi được biết là hiện nay là Phòng Quản lý Đô thị quận Thanh Khê cũng đã có báo cáo trình Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê để mà triển khai cái việc rào chắn ở 670 m như phản ánh của cử tri Phan Trị. Thì việc này thì Sở Giao thông Vận tải trong thời gian tới sẽ tiếp tục theo dõi và phối hợp với lại quận Thanh Khê để mà triển khai khẩn trương rào chắn ở cái đoạn đường như đại biểu Phan Trị đã nêu. Trong số những vấn đề bức xúc nổi cộm của cử tri quan tâm, phản ánh, thì tình trạng tồn tại những bất cập trong hoạt động khai thác cát mỏ và công tác đấu thầu khai thác cát mỏ tại huyện Hòa Vang cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Trên thực tế, nhiều dự án trọng điểm, động lực của thành phố và các dự án khác triển khai gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn vật liệu xây dựng, đất san lấp này có thể làm ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án. Hoạt động khai thác mỏ và công tác đấu thầu khai thác các mỏ cùng nhiều bất cập. Tôi xin đề nghị thành phố có chủ trương giải pháp để giải quyết tình trạng nêu đây. Giải pháp mà trước mắt đó, thì về đá xây dựng thì hiện nay là chúng ta có một cái mỏ đá có một trữ lượng là khoảng theo cái công suất đó là 100.000 mét khối một năm, đó là mỏ đá Hố Bạc Ba ở Phước Thuận. Thì sở đã đề nghị là nâng cái công suất này lên gấp đôi, tức là 200 mét khối một năm. Và đối với bốn cái mỏ đá ở Hố Bạc, Hố Bạc 2, Hố Trầu và Hốc Khế 2 thì hiện nay là chưa được cấp phép bổ sung, thì sở cũng đã đề nghị là cấp phép bổ sung đối với là bốn mỏ đá này và cái thời gian khai thác là đến hết 2025. Mà nếu chúng ta khai thác được bốn mỏ đá này thì sẽ nâng cái công suất lên là 352.000 mét khối. Chúng ta có thêm cái bổ sung cho cái lượng đá để làm các công trình. Cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, di dời các cụm công nghiệp ô nhiễm ra khỏi khu dân cư trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Vấn đề về thuế đất phi nông nghiệp, việc chậm hỗ trợ một số đối tượng khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chậm di dời các khu tập thể xuân cấp trên địa bàn. Tiếp thu các kiến nghị cử tri, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến cho biết, hiện nay Ủy ban Nhân dân thành phố đang tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố về phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố đến nay đạt nhiều kết quả khả quan. Đà Nẵng cũng xếp trong top đầu các bảng xếp hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính. Thời gian đến, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả các chương trình đã xây dựng, phấn đấu đưa tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tăng từ 6 đến 7% so với năm 2021 bằng nhiều nhóm giải pháp. Kết luận chương trình Hội đồng Nhân dân với cử tri lần 2, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố và các ngành liên quan tiếp tục quan tâm, sớm có biện pháp giải quyết rốt ráo các kiến nghị cụ thể mà cử tri đã nêu, đồng thời nhấn mạnh hiện nay Hội đồng Nhân dân thành phố đang có rất nhiều kênh để cử tri có thể đề đạt ý kiến, nguyện vọng chính đáng của mình. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố thống nhất với phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến của Ủy ban Nhân dân thành phố và đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố nỗ lực thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Ủy ban thành phố tập trung làm tốt hơn nữa một số cái việc như là vấn đề quy hoạch tổng thể phát triển tế xã hội thành phố giai đoạn 21-30, tầm nhìn 2050 gắn với quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, rồi các cái vấn đề về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, các cái chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp phục hồi phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch,
rồi vấn đề tập trung cái nguồn lực cho đầu tư công, các cái dự án động lực trọng điểm để tăng cái chỉ số tăng trưởng, tập trung cho cái cải thiện và phát triển cái môi trường du lịch, được xem là cái mũi nhọn, cái khâu đột phá trong phát triển của thành phố trong giai đoạn sắp đến. Rồi tiếp tục phát huy tốt hơn nữa cái tính ưu việt của mô hình chính quyền đô thị, rồi thực hiện đảm bảo cái những cái tiến độ theo cái nghị quyết kết luận của Hội đồng Nhân dân, của Thường trực Hội đồng Nhân dân, rồi quan tâm giải quyết dứt điểm những cái kiến nghị bức xúc của cử tri qua các kênh, và đặc biệt là trong cái phản ánh kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có cái định kỳ gửi cho Hội đồng Nhân dân và cho Ủy ban dân, thì đề nghị cũng hết sức quan tâm vấn đề này. Đối với các đại biểu Hội đồng Nhân dân, các tổ đại biểu, các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị các đại biểu, nhất là các đại biểu không chuyên trách, tăng cường dành thời gian theo quy định ít nhất 30% số lượng thời gian làm việc để tăng cường tiếp xúc cử tri, nắm bắt các kiến nghị của cử tri, thực hiện tốt hơn nữa vai trò, chức trách của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng thời đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tích cực tham gia phối hợp, tổ chức tiếp xúc cử tri và phát huy vai trò giám sát, phản biện theo chức năng, nhiệm vụ của mình.